Trên sân khấu chương trình Vang Bóng Một Thời tuần này sẽ là sự xuất hiện của một cặp đôi vàng. Có một gia đình luôn hạnh phúc theo tháng năm. Với cái cảm giác mà khi anh ngồi anh coi vợ biểu diễn, bây giờ nè, với cái lần đầu tiên anh nhìn thấy chị mà anh quánh trống từ phía sau thấy đã đó, thì cái cảm giác nó có khác đi không anh, hay là nó vẫn vẹn nguyên như vậy? Không, cũng vậy. Rồi chưa kể là cái sự chăm sóc riêng của chị Cẩm Vân dành cho anh Cát Triệu trong hậu trường đó quý vị. Trời ơi, ổng như vậy đó mà bây giờ đứng xe xe từng cái sợi tóc cho ổng. Sự đồng điệu. Mùa đông đã qua đã qua, mùa xuân đã sang đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Và cả sự khác biệt. Có nhiều khi đó, bữa đó thí dụ vô tình giận nhau rồi, lúc nào cũng đanh thép nha, lúc nào cũng nhìn lườm lườm. Mà một ngày kia bất chợt thấy một ánh mắt thương thiệt, thương nhìn mình thiệt khắc thiệt, tự nhiên lúc đó mình nhẹ liền. Đã tạo nên cặp đôi vàng Cẩm Vân Khắc Triệu. Hãy đón xem cùng MC Đại Nghĩa ngay bây giờ nhé. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vang Bóng Một Thời. Chương trình do đài truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Và với mỗi tập phát sóng của Vang Bóng Một Thời, chúng ta sẽ lại có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, sẽ cùng gợi nhớ cho nhau về những ký ức thật đẹp về cả một khoảng trời thanh xuân mà chúng ta đã từng có, đã từng trải qua. Và ngày hôm nay với chủ đề là cặp đôi vàng, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp gỡ với một cặp đôi mà họ rất là ăn ý với nhau trong cuộc sống lẫn trong nghệ thuật. Và cái cặp đôi này là cặp đôi nào, ra làm sao mà gọi là cặp đôi vàng? Mà chắc chắn với quý vị khán giả luôn nha, đây là vàng thiệt, vàng 4 số 9 chứ không phải vàng non vàng 18 nha quý vị. Yeah, chắc chắn là vàng hơn cái bộ đồ của Nghĩa đang mặc luôn đó. Vậy thì bây giờ Nghĩa sẽ cho một vài gợi ý nho nhỏ để thử xem coi quý vị khán giả có thể đoán ra những cặp đôi vàng trong nghệ thuật của chúng ta là ai hay không nha. Để suy nghĩ thử xem. À, trước tiên đây sẽ là một cặp đôi nam nữ, một cặp ca sĩ nam nữ và được rất nhiều quý vị khán giả yêu mến. Họ đã song hành cùng với nhau trong âm nhạc suốt mấy mươi năm qua và vẫn tiếp tục dành nhiều tình cảm từ phía quý vị khán giả. Đến đây mọi người đã có thể hình dung được cặp đôi nào chưa ạ? Bởi vì để gọi là một cặp đôi vàng song hành với nhau trong cuộc sống và trong nghệ thuật á, thì không có nhiều cặp đôi như thế trong làng giải trí của chúng ta đâu. Và nếu như quý vị đã khoanh vùng được một vài cặp đôi rồi thì thêm một gợi ý cuối cùng nữa để quý vị có thể xác định luôn đây là cặp đôi nào nha. Họ là vợ chồng với nhau. Nói đến đây thì có lẽ là mọi người cũng đã hình dung được phần nào cái cặp đôi vàng sẽ xuất hiện trong chương trình hôm nay rồi phải không ạ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu để chờ đón xem cặp đôi ấy xuất hiện và để biết rằng họ là ai nha. Xin mời. Tình em như sóng vắng trong
xanh phẳng lặng. Mùa đông đã qua đã qua, mùa xuân đã xa, tình đã ra đi vội vàng. Và thưa quý vị, đó chính là nghệ sĩ Cẩm Vân và nghệ sĩ Khắc Triệu. Xin chào em, xin dạ, chào bạn em Nghĩa. Xin mời anh chị về đây cùng với em ạ. Quý vị cảm thấy phần trình diễn vừa rồi thế nào ạ? Chỉ riêng bản thân Đại Nghĩa ngồi đây mà cảm thấy rất là nhiều cảm xúc với cái phần trình diễn vừa rồi. Nó không phải chỉ là một cái bài hát hay chị, không phải chỉ là giai điệu đẹp, ca từ đẹp, không phải chỉ là với cái giọng hát quá truyền cảm của chị Cẩm Vân, mà nó là cái phần trình diễn của hai người, cái phần mà tình tứ, nó như một cặp tình nhân vậy đó chị. Em không có cảm giác rằng đây là một cái đôi nghệ sĩ nào đó, mà giống như là một đôi tình nhân đang thỏ thẻ, thủ thỉ, thầm thì với nhau như cái lời yêu thương. Dạ, em cảm nhận rất là rõ cái điều đó luôn, cho nên là em ngồi một mình mà nó cảm xúc nó dâng tràn vô cùng luôn. Cảm ơn anh chị về một cái phần mở màn nó quá đẹp như thế. Nhưng mà cho em hỏi thăm cái bài này nó có kỷ niệm gì với anh chị hay không ạ? Kỷ niệm là Cẩm Vân và Khách Triệu cũng đã đi diễn bài này ở trên một cái bon tàu. Thì đó là một cái kỷ niệm mà hôm nay mà khi nói là mình chọn thì mình nói thôi để ôm lại cái kỷ niệm đó một chút xíu để mình hát bài này. Dạ, cái kỷ niệm cũng đẹp quá mà dạ. Hát trên bon tàu giữa đại dương nữa. Chắc là tình cảm lúc đó nó dồi dào lắm phải không chị? Đúng rồi dạ. Và cái điều ngạc nhiên nữa mà chắc có lẽ là em và tất cả quý vị khán giả cũng rất thắc mắc là anh chị đã sống với nhau suốt bao nhiêu năm rồi mà đến giờ phút này là vẫn giữ được cái tình đó như thế. Nó khó lắm. Mà anh chị, cái tình nó đông đầy quá cánh mắt á. Rồi chưa kể là cái sự chăm sóc riêng của chị Cẩm Vân dành cho anh Khắc Triệu trong hậu trường đó quý vị. Trời ơi, ổng như vậy đó mà bây giờ đứng xe xe từng cái sợi tóc cho ổng. Trời ơi, bể hết, em làm bể hết, em làm chăm sóc cho anh từng chút một, xong quay qua thanh minh với em là bởi vì ổng ít lên hình cho nên ổng sợ, ổng ngại. Đúng rồi, đúng không ạ? À? Đúng không? Dạ, nhưng mà anh chị ơi, cho em hỏi thăm một chút, quay trở ngược về quá khứ nha. Cái thời xưa khi anh chị mà lúc mới đầu gặp nhau á, cái cơ duyên nó như thế nào ạ? Thực ra nó cũng đó cũng có nhiều trắc trở lắm. Đi hát chung ở bên Nga,
suốt 2 tháng. Thì nói thế chắc là nó một phần là tức cảnh sinh tình phải không ạ? Có không? Nhưng mà thực sự là mới đầu chỉ là bạn bè thôi, nhưng mà trong thời gian ở lâu bên đó 2 tháng trời thì cứ lo lắng qua rồi. Dạ, tự nhiên lúc nào mình cũng biết chăm sóc, lúc nào tự nhiên có tình cảm. Nhưng mà lúc đó tóc anh dài vậy chưa chị? Rồi. Để tóc dài từ xưa đến giờ luôn hả anh chị? Anh để lâu rồi. Dạ. Vậy lúc đó là trong mắt của anh á, anh ấn tượng về chị Cẩm Vân như thế nào ạ? Không, lúc đó thật ra là tại mến tài thôi. Dạ. Mến cái tài của chị là xúc động ở bên đó thì đi diễn ở bên Nga đó. Dạ. Thì xúc động lắm, tại vì người ta hưởng ứng quá. Mình ở ngoài sau mà lúc đó mình đánh trống thôi mà. Dạ. Thì mình thấy cũng đã, tại lúc đó là đoàn, trong đoàn một đoàn đi, nhưng mà mình với lại Vân là một cái đoàn riêng. Dạ. Sáng nhập vô, sáng nhập vô nhiều đoàn. Mà anh ở phía sau anh quánh trống, nhìn thấy chị hát phía trước mà đã. Đã. Trời ơi, đã đơn giản vậy. Là thấy chị hát mình đứng phía sau quánh trống thôi mà thấy đã rồi. Dạ. Còn chị lúc đó chị hát phía trước, chị có biết đằng sau có một người đàn ông đã gì mình không? Không biết. Không biết hả chị? Không biết. Dạ. Nhưng mà lúc đó chị ấn tượng với anh như thế nào? Chị có cảm tình đặc biệt từ những cái lần gặp gỡ đầu tiên đó chưa? Không. Thực ra là lúc đầu tiên gặp là Cẩm Vân không có thích nữa. Dạ. Chẳng những nó không ấy mà không thích thực sự là. Tại sao xin vậy lỗi chị? Nhau. Tại em biết rằng ngày bể luôn hả đi. Ngày trước anh phong độ lắm á chứ, đẹp trai lắm á. Không, nhưng mà lúc đó chỉ là trong bạn chơi với nhau thôi mà tánh ba gai lắm. Thích gì nói đó là cái gì đó, nên Cẩm Vân cũng thấy cũng ghét. À. Nhưng mà sau khi mà đi rồi thấy chăm sóc lo lắng cho mình thì cảm thấy đây là một người rất là cứng cáp. Dạ. Và đó là một cái điều mà mình cũng để ý thôi. Nhưng mà thật sự là mến mộ là vì cái tài. Cho tới bây giờ luôn, nếu mà không phải là đánh trống hay quá, hay là cái người mà hậu thuẫn cho mình hay quá đó, hậu vệ cho mình hay quá phía sau đó, thì chắc nhiều khi đó cũng biết còn chịu nổi không á. Nhưng mà thực là vì ảnh mê, cũng phải là nói là mê cái tài năng, cái nghề. Dạ. Có nghĩa là ban đầu mình cảm mến nhau vì tài. Dạ. Dạ. Rồi sau đó dần dần mới dẫn đến cái sự mà chăm sóc và đúng, quan tâm. Dạ. Rồi cuối cùng mới là dẫn đến tình yêu. Dạ. Vậy thì anh chị, cái giai đoạn đó là mình kéo dài khoảng bao nhiêu năm rồi mình chính thức mình mới trở thành một cặp đôi luôn ạ? 6 năm. 6 năm là mình về chung một nhà luôn ha. Nhưng mà lúc đó là anh Triệu đã hát cùng với chị Vân chưa anh? Chưa, lúc đó anh chơi nhạc thôi. Vậy thì đến bao giờ thì anh với chị là mới quyết định là sẽ tạo thành một cặp song ca? Không, thật ra thì thực ra anh thì cũng không có nghĩ tới chuyện ca sĩ. Anh, tại vì nói chứ làm ca sĩ khó lắm chứ đâu phải giỡn. Dạ. Thứ nhất là nói chuyện trước đám đông, em phải nhiều kỹ năng lắm. Có 10 phần như em là anh làm ca sĩ rồi. Thực ra đó là không có nghĩ tới là mình sẽ hát song ca. Không hát cặp đôi, không có đôi. Nhưng mà khi mình đi hát thì nhiều khi người ta thấy cặp như vậy thì cũng mời hát thử, thì mình cũng cứ ghép bài vô hát. Tại lúc đầu thì đi hát chỉ anh chở đi mà. Dạ. Thì anh đứng ngoài sau anh bè thôi, ở trong anh bè thôi. Xong rồi cái đó từ từ cái là thành là bài vô hát. Bây giờ cũng có được rất là nhiều bài hát song ca. Dạ. Ban đầu là anh đứng trong cánh gà anh bè thôi. Rồi dần dần anh tràn ra sân khấu đứng kế chị luôn. Bộ anh này là bè hay lắm. Dạ. Thường tập luôn, có năng khiếu. Hồi nãy em đang thắc mắc á, tức là em nghe cái đoạn mà anh chị hát và có những cái phần bè của anh á, thì em hơi ngạc nhiên. Em nói ủa sao anh Triệu anh bè chuẩn quá. Thường thí dụ như là các nhạc công và nhất là chơi trống nữa thì nhịp phách rõ ràng, nhưng mà gọi là cao độ như thế nào đó thì nhiều khi cũng chưa chắc đã vững vàng. Mà nhất là bè nữa thì lại càng khó. Mà anh lại bè rất là chuẩn, cho nên em muốn định hỏi chị là chị có rèn về thanh nhạc cho anh hay không? Không hề. Chị không có. Ảnh á thì là lúc trước anh hát thì anh thường là lúc anh hát đơn ca hồi ở đoàn tháng 8 á. Dạ. Thì anh hát những bài Final Countdown đó, mấy cái bài Hello rồi mấy bài nhạc Mỹ là nhiều. Nhưng mà đến khi mà ảnh nói là lúc mà ảnh chở chị đi hát là thì ảnh ngồi ảnh nghe chị hát ảnh nhẩm theo nịnh xíu nè, là chẳng những mà bè hay mà đánh trống hay mà hát ngồi trên dàn trống cũng hát cũng hay luôn, nên lúc đó mình cũng có mê là một phần như vậy. Dạ, mê tài. Mê tài. Tức là cái hình ảnh em nghĩ là anh Cát Triệu hồi đó với cái mái tóc dài lãng tử như thế này ngồi vừa đánh trống mà vừa hát thì trời ơi bao nhiêu cô mê chứ không phải riêng mình chị. Anh chị ở với nhau đến nay tính được là bao nhiêu năm rồi anh nhớ không ạ? Ba mấy rồi đó, ba mấy năm. Nếu năm 86 lận. 86. 86 tới bây giờ là. Trời ơi. 35 năm rồi. Quá trời. Quá trời rồi. Dạ, 35 năm. 35 năm một hành trình không hề ngắn nha quý vị. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem là một vài hình ảnh của ca sĩ Cẩm Vân và anh Cát Triệu trong suốt cái chặng hành trình vừa qua. Trời ơi.
này mới quen, lúc này mới quen phải không? Cẩm Vân, cô ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp, đầy nội lực với những ca khúc như Bài Ca Không Quên, Đêm Thành Phố Đầy Sao, Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa, cùng vô số những ca khúc đình đám khác vào những năm 80. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao, vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay, sương khuya nhẹ bay. Những đêm ngày chạy khắp ở các sân khấu, tụ điểm lớn nhỏ từ Nam ra Bắc đã đánh dấu cột mốc những tháng năm vàng son trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Nói đến sự nghiệp thăng hoa của nghệ sĩ Cẩm Vân, không thể không nhắc đến người bạn đời ăn ý, tay trống Khách Triệu. Xem lại hình ảnh của hai anh chị thời đó thì bây giờ mới hiểu cái cảm giác của anh Triệu vì sao đánh trống phía sau lưng chị mà thấy đã rồi. Trời ơi đẹp quá chị Vân ơi, lúc đó nhon quá, đẹp quá luôn á. Nhận sao? Dạ, dạ, bây giờ mình vẫn đẹp nhưng mà đẹp ở một cái góc độ khác. Dạ, nhưng mà cái thời đó đúng thật là nếu như bây giờ mình gọi cái kiểu từ bây giờ hot girl thời đó đó. Cảm ơn em, thiệt là nhìn lại em thấy ôi còn đâu nữa. Mỗi một thời điểm mình sẽ có một cái nét đẹp khác nhau. Ngay cả anh Triệu cũng vậy, cái thời đó nhìn quá phong độ luôn, hot boy, nên bây giờ gọi là hot boy thời đó đó. Nhưng mà bây giờ anh chị có một cái chững chạc của ở độ tuổi này á, thì cũng không phải là quá tuyệt vời, em thấy vậy. Cảm ơn em, cảm cũng chỉ em mong là đến cái độ tuổi được như anh chị mà em vẫn còn giữ được cái phong độ như thế này thôi. Được, cảm ơn em. Trong suốt cái hành trình mà mấy mươi năm ở bên nhau, đi hát đi diễn khắp nơi trong và ngoài nước như vậy á, anh chị có những cái kỷ niệm nào đặc biệt không? Quá nhiều. Dạ. Chỉ có lại là bây giờ còn gom lại là một cái sự mà mình chỉ đúc kết một câu thôi là cái tình yêu thương của khán giả dành cho mình. Vậy trong số những khán giả của chị á, của anh luôn, thì có những khán giả nào họ đã làm những cái điều gì mà anh chị nhớ và anh chị xúc động không? Nhiều lắm. Có một khán giả đó, trước đây là thầy giáo, mà lúc mà từ ngày mà Cẩm Vân đi hát thì bạn đó, đó là còn là một sinh viên rất là nghèo và đi dạy học và đi đạp xích lô nữa, rồi là cứ gom mỗi một tờ báo, tất cả tờ báo, báo giấy lúc mà xài báo giấy thì gom thành một cuốn sách, cắt cất vô rồi tặng. Và tới bây giờ cũng vậy, bạn ấy thì bây giờ đã là một giám đốc trung tâm âm nhạc rồi, một tên là Nguyễn Tuấn chắc là em biết, và một bạn nữa là Tuấn ở bên Úc thì là fan ruột. Là fan ruột có nghĩa là nếu mà Cẩm Vân mà thấy là bất cứ sự cố hay niềm vui gì cũng đều chia sẻ với mình. Đó là một cái những cái người mà mình thấy là rất là tâm huyết và lo cho mình. Dạ, còn với anh Triệu thì sao ạ? Anh có những fan nào đặc biệt như thế không anh? Đặc biệt là các fan nữ anh? Không. Không phải cậu. Chị nói lời liền không vậy đó. Anh sợ đó. Dạ. Anh giấu quá. Nhiều không sao đó, anh kể nhá một vài trường hợp thôi, chắc chị Vân giờ không còn ghen nữa đâu. Đi đi. Đại đi. Hoặc là chị biết chị kể đi chị. À, không mà chị thì thực ra nó là chị đi hát á, thì cái tên mình á, người ta mời bồn sơn mời là đặt tên để bán vé, nhưng mà khi lên sân khấu, thực sự lên sân khấu là ảnh là người thú hơn. Yeah. Khi mà ảnh lên sân khấu anh hát, anh đánh trống rồi gì đó thì trời ơi, có lần mà Cẩm Vân nhớ hát lên Mỹ thì anh hát xong mà có mình đứng đó luôn, mà người ta mấy bạn gái đó toàn đẹp không mà mình Mỹ là điện diện lắm, ảnh đã ôm lum hết chân chụp hình, bỏ mình đứng bên không ai coi như không có mặt không cái đó mặt vậy đó, vậy đó. Yeah. Lúc đó cảm giác chị sao chị? À, hơi quê. Dạ, với lại mình cũng cảm thấy chút gì đó tự hào về chồng mình phải không chị? Đã. Chồng mình phải làm sao thì người ta mới vậy chứ. Còn anh lúc đó cảm giác anh sao anh Triệu? Lúc đó mất cảm giác. Mất cảm giác. Sợ vợ mất cảm giác luôn á. Đây, tại vì nói về câu chuyện của khán giả đó, cho nên là em cũng có tổng hợp một số cái comment, những cái nhắn tin của khán giả về chương trình. Nói về anh chị đây, tài khoản Long Ngô nói rằng năm 1984, tôi đến Sài Gòn và cũng là lần đầu tiên được nghe Cẩm Vân, Khắc Triệu biểu diễn tại Rạp Rex. Đến hôm nay đã 38 năm. Mỗi khi nghe Cẩm Vân ca,
tôi lại nhớ đến thời trai trẻ của mình. Chúc Cẩm Vân, Khách Triệu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Ôi trời ơi, hạnh phúc quá vậy. Xin cảm ơn bạn Long Ngô rất là nhiều. Đã 38 năm rồi đó chị, mà vẫn giữ được cái tình cảm nguyên vẹn với anh chị. Chị có nhớ về cái khoảng thời gian mà chị hay hát ở Rex không? Nhớ chứ, lúc đó là chị với anh Triệu cũng mới quen nhau hả? Dạ, rồi tiếp nha. Có một tài khoản tên là Loan Nguyễn. Nghe chị hát, tôi nhớ ngày xưa chị về Cần Thơ, sân khấu ngoài trời của quân khu 9. Ngày ấy chị không là thần tượng của tôi, mà phải nói là của cả thế hệ trẻ thời bấy giờ. Chị còn nhớ về những cái chuyến lưu diễn ở Cần Thơ, ở quân khu 9 không ạ? Cảm ơn bạn Loan, nhớ chứ. Lúc đó thì Cảm ơn nhớ là đi hát bằng xe đò, xe đoàn, xe đi đường bộ, nó đi rất là khổ, tính nó hát và diễn ngoài trời. Cảm ơn nhớ là quân khu 9 thì diễn ngoài trời mà khán giả đông, thật là đông luôn. Khán giả rất là đông và thiệt là giờ nhắc tới là cũng muốn rưng rưng, nhớ hoài những cái kỷ niệm đó rất là đẹp. Mà khán giả lúc đó là họ đến họ ngồi dưới sân bãi thôi đúng không chị? Chứ đâu phải là trong rạp đâu có ghế. Đúng, đúng. Dạ. Dạ, tiếp nha. Có một cái tài khoản nữa là bạn Hòa Đoàn gửi lời đến cô Cẩm Vân. Cô ơi, con luôn thích giọng ca của cô từ lúc 10 tuổi, là con thích nhất cô hát bài Đêm Thành Phố Đầy Sao. Cho đến bây giờ con 42 tuổi rồi, vẫn luôn muốn được nghe tiếng hát của cô. Wow. Bạn gì, bạn Đoàn? Hòa Đoàn. Hòa Đoàn, cảm ơn Hòa Đoàn nha. Cô rất là hạnh phúc khi nghe những cái lời của con. Dạ, cái bài Đêm Thành Phố Đầy Sao cũng gắn bó với chị rất là lâu và nhiều kỷ niệm phải không chị? Chị có nhớ là thành chị hát cái bài đó? Đầy sao hả? Dạ, chị hát bài đó đầu tiên là lúc nào chị nhớ không? Cảm ơn nhớ là khoảng năm 80, khoảng năm 82 hay 83 gì, trong một cái dịp mà xuân trên TV, mình hát nhạc xuân trên TV mà Đêm Thành Phố Đầy Sao. Dạ. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Dạ. Dạ. Và hồi đó em có coi bài này trên TV nha. Phố đêm nay đầy sao, sông sông đêm nay đầy sao. Dạ, chị hát tặng lại cho mọi người nghe vài câu, như là bạn Hòa Đoàn đi. Em nghĩ là bạn ấy cũng đang rất muốn nghe lại đó. Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, như đang nghe tiếng gió ngày xuân. Nghe bông hoa, như thương ai dạo rực trên cành. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên. Hay quá chị ơi. Thật ra hồi nhỏ, lúc mà em nghe cái bài này, lúc em cũng còn nhỏ thôi chứ chưa phải là lớn đâu, chắc cũng khoảng tầm mười mấy tuổi á. Thì lúc đó nghe trên TV rất là thích, bởi vì cái bài này hay quá đi, của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Cái giai điệu cũng hay, mà cái lời hát cũng hay. Tự nhiên mình nghe mình hình dung cả một cái bầu trời đêm của thành phố, nó lung linh, nó huyền diệu vô cùng. Nhưng mà hôm nay khi mà ngồi nghe chị hát kế bên như vậy nè, không có nhiều sự hỗ trợ về mặt âm thanh, mà nó dồi dào, nó dạt dào về mặt cảm xúc của em. Cảm ơn em. Cảm ơn em, cảm ơn chị đã cho em trở lại về một cái khoảng trời tuổi thơ của em ngày chị trước. Chị cũng đang trở lại đấy. Dạ. Bây giờ em sẽ có một thử thách dành cho hai anh chị luôn. Em sẽ gợi ý bằng hành động hoặc là bằng lời nói của mình, nhưng mà em sẽ không nói ra cái từ khóa đó để anh chị có thể đoán xem được đó là cái gì hay không. Tiết lộ luôn, nó là những bài hát của chị thôi đó. Chứ không phải gì quá xa xôi đâu. Chưa chi mà thấy mặt lo lắng thấy rõ luôn à chị. Rồi. Cưng mà làm sao? Chính xác. Mà em thấy anh đoán ra trước chị á. Cơn mưa lao sao, một bài hát mà cũng rất là quen thuộc với chị Cẩm Vân. Cơn mưa lao sao, đến bên dòng đời thì thao, ta ngồi nghe mưa xin sao. Rồi, bài này em thích hơn nữa nè. Bài hát này là một ca khúc của một bộ phim. Trời. Gì ta? Bộ phim hả? Ở trển á. Thiên đường mong manh. Vậy đúng vậy, rõ quá. Dạ. Sao hay vậy? Chị đoán như thế nào? Em nói trên trời cái chị biết liền. Ở trển là thiên đường. Nè, mong manh yếu đuối. Mong manh. Chị cho em nghe ca khúc này đi, một vài câu đi. Em thích bài này lắm. Một giấc trên bao, ta tiếc chi tình đời hơi người. Dù bao nhớ thương trao hết cho người rồi. Hơi em, dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm, cùng đành vỡ tan giấc mộng,
vỡ tan. Cho vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần. Hỡi người còn chút thương yêu, ta sẽ cho người đâu. Hỡi em, dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm, cùng đành vỡ tan giấc mộng. Oh, hay quá. Lâu lắm rồi đó mà còn bài này là như là nhạc phim của bộ phim Đồng Tiền Sương Máu. Đúng rồi. Dạ, sáng tác Nguyễn Đức Trung. Dạ. Đây là những bài hát mà gắn liền với tuổi thơ của em không đó chị. Và bây giờ sẽ là một bài hát nữa, em muốn thử coi chị có đoán được bài này hay không nha. Sống về đâu? Sống hả? Sống về đâu? Nếu mà là sống về đâu là em đã phải thắc mắc câu hỏi này. Về đâu, về đâu, về đâu, à, đúng không? À. Này không phải. Biển cạn. Biển cạn. Biển cạn luôn. Tại sao luôn. Là biển cạn? Em cắt rồi. Không cho sống nữa không? Chính xác. Và đó chính là Biển Cạn, một bài hát mà cũng gắn liền với chị Cam Vân. Cho chị hát một bài Biển Cạn được không? Trời ơi, em đang tính mời chị hát bài này đi nè, mà chị xin gì không biết nè. Cho xin đi. Dạ. Đây là một cái bài hát mà em nghĩ rằng là rất là nhiều khán giả yêu thích, cũng như là trong đó có em. Dạ. À, cho đứng lên sân khấu hát đàng hoàng. Hay quá chị ơi. Em cảm ơn chị. Em mời chị về đây ạ. Vừa rồi chúng ta nghe một bài hát của nhạc sĩ Kim Tuấn, đúng không chị? Bài hát Biển Cạn, một bài hát rất là hay. Và coi chị Cam Vân hát một cách đầy máu lửa và đam mê. Thực đó là cái đó là cái mà mình cũng cảm thấy là sao mà cái yêu nghề của mình đó tới giờ này vẫn còn đam mê, rất là đam mê. Anh chịu cũng phải nói là sao mẹ lúc nào cũng thấy mẹ tập hát cũng gì đó, thì đó là một cái điều mà mình rất là hạnh phúc khi được bước lên sân khấu, khi được mặc đồ đẹp, khi được đắn lông mi làm make up để lên sân khấu hát, thì đó là một cái điều mà mình rất là thích, nên thành ra là quyết tâm là phải hát cho em. Cái đó là cái sự thanh xuân của người nghệ sĩ đó chị. Nhưng mà không biết rằng với cái người đàn ông bên cạnh chị thì sao ạ? Với cái cảm giác mà khi anh ngồi anh coi vợ biểu diễn bây giờ nè, với cái lần đầu tiên anh nhìn thấy chị mà anh quánh trống từ phía sau anh thấy đã đó, thì cái cảm giác nó có khác đi không anh, hay là nó vẫn vẹn nguyên như vậy? Không, cũng vậy. Dạ. Mà lần đầu tiên bữa nay mới được ngồi trực diện mà coi. Wow. Chứ bình thường là anh ở phía sau hả anh? Phía sau không ạ? Dạ. Phía sau hoặc là bên hông. Dạ, bên hông cánh gà. Hoặc là phía sau quánh trống cho chị. Tội nghiệp quá. Bình thường ở nhà ông có nịnh gì không? Hồi nhỏ ít có nịnh lắm, hồi trẻ đó ba gai lắm. Nhưng mà bây giờ thì có nịnh, tại vì nịnh dữ lắm. Tại vì bữa nay cho ba ăn gì vậy? Nịnh để nấu đồ ăn cho ngon. Vậy là ở trong nhà chị Vân là lo hết việc bếp núc luôn hả chị? À, thiệt ra là ảnh cũng giỏi đó. Ảnh cũng thích món nào là ảnh tự lên mở Google ra học. Dạ. Anh cũng có khiếu lắm. Mà con gái của Cẩm Vân, bé CC Trương ở nhà cũng nấu được. Ngay cả cô bé mà đang học bên Mỹ cũng nấu được. Tức là ở trong nhà thì hai anh chị là cũng chăm sóc cho nhau. À, hôm nay người này nấu món này thì ngày mai người kia nấu món kia. Không, không phải đâu. Xì nó có đặc trưng là món gì. Dạ. Anh chịu đặc trưng là món gì. Còn như là chị thầu hết à. Dạ. À, còn như là chị lo hết luôn. Lo chót. Dạ. Anh chị có cái bí quyết gì không ạ? Khi mà đã song hành với nhau hơn 30 năm như thế, trên sân khấu lẫn cuộc đời, để giữ được cho nhau một cái ngọn lửa như vậy. Ba có bí quyết gì không ba? Thực ra là có lẽ là cũng... nghệ thuật nhiều. Cái gắn kết đây là phần lớn chị cũng nghĩ đến 80-90% là nghệ thuật. Khi mà mình đứng ở sân khấu mình hát á, anh chị mà ngồi phía sau đánh trống á, thì không phải là anh là người đánh hay nhất đâu mọi người đâu, nhưng mà anh là người đánh hay nhất cho Cẩm Vân và hiểu nhất, nên thành ra là trong mắt Cẩm Vân anh chị là người đánh trống hay nhất. Đồng cảm với nhau nhiều nhất là về mặt nghệ thuật. Nhưng mà trong cuộc sống em nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có những lúc mà vợ chồng mà sẽ có những cái giai đoạn mà mình gặp nhiều sự cố, trúc trắc, trục trặc, rồi mâu thuẫn về chuyện này chuyện kia. Thì những lúc đó anh chị vượt qua nó bằng cách nào ạ? Hai người ai cái tôi cũng lớn. Dạ. Cũng là nghệ sĩ, cũng là người nổi tiếng, nên thành ra là có nhiều khi là không ai nói chuyện với ai, có khi 2 tháng luôn. Cái thời gian đó là cái kinh khủng nhất. Khi sống với nhau thì thấy hiểu nhau hơn và có nhường nhịn nhau. Anh Triệu, có bao giờ anh nghĩ rằng là mình phải đôi khi chấp nhận những cái điều của người bạn đời của mình, mà có thể là nếu như bản thân anh với cái cá tính của anh ấy, chưa chắc gì anh đã chấp nhận nếu như không có tình yêu? Đúng rồi. Không, nhiều khi thí dụ như có những cái nhỏ nhỏ, những cái trục trặc nhỏ nhỏ trong gia đình, nhưng mà mình thôi nghĩ cái chuyện kia nó lớn hơn, vì cái tình cảm của bên nghệ thuật nó lớn hơn. Dạ. Cái tình nghĩa nó lớn hơn, thành ra
thường anh nhường chị không à, chị nói vậy. Cái chuyện em thấy hiển nhiên mà anh có gì đâu. Mà chồng mà đương nhiên là đôi khi mình phải chấp nhận mình thua thiệt người phụ nữ của mình chứ. Những cặp vợ chồng mà không phải là nghệ sĩ đi, họ sẽ tìm được một cái điểm chung nào đó, là một cái sợi chỉ xuyên suốt cái cuộc sống của họ. Mỗi khi mà có gặp trục trặc trắc trở gì đó, họ bám vào cái sợi chỉ đó để họ vượt qua. Thì với những gia đình nghệ sĩ như anh chị đây, thì sợi chỉ đó chính là nghệ thuật, là sân khấu. Cho dù mình có giận nhau 9 xe 10 vàng đi chăng nữa, mà bây giờ đêm đêm lên sân khấu mình diễn cùng nhau, thì mình phải làm sao? Thật khổ lắm. Có từng bao giờ chị gặp trường hợp đó không? Rất là nhiều. Dạ. Mới giận nhau ở nhà gây gỗ vậy đó, lên sân khấu cái cũng hát với tình tứ rồi, rồi là vô về nhà nằm tức quá, nằm khóc không chung gì. Nhưng mà sau những cái đêm diễn như vậy á, là chị có cảm giác là mình gần gũi lại hơn không chị? Có nhiều khi á, em nói luôn thôi, có nhiều khi đó, bữa đó thí dụ vô tình giận nhau rồi, lúc nào cũng đanh thép nha, lúc nào cũng nhìn lườm lườm, mà một ngày kia bất chợt thấy một ánh mắt thương thiệt, thương nhìn mình thiệt hắt thiệt, tự nhiên lúc đó mình nhẹ liền. Dạ. Lòng nhẹ xuống liền. Khi mà đang giận nhau mà lên sân khấu với diễn âu yếm tình tứ với nhau nó khó chịu quý vị. Bởi vì em đã từng như vậy. Mình ví dụ mình đang giận người yêu của mình, mà người yêu mình diễn chung sân khấu với mình nữa, mà lên mình đóng vai mình phải nhìn nhau tình tứ cái kiểu đó, trời đất ơi nó sượng lắm. Nhưng mà thật ra sau những cái sượng sùng đó thì xuống dưới cái nhìn của mình với người đó nó bớt hà khắc đi. Nó có một chút gì đó hiểu hơn ha, nhẹ nhàng hơn một chút xíu, và từ đó mình có thể mình thông cảm và bỏ qua cho nhau. Đó chính là những cái chuyện mà trong gia đình nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật thì mới có. Và ngày hôm nay thì chị Vân với Lãnh Triều đã chia sẻ cho chúng ta được biết. Và em hỏi thêm một điều nữa là anh chị có hay dành cho nhau những điều bất ngờ không ạ? Chị thường làm nhiều hơn anh. Chị thích những điều bất ngờ không, nếu như ai đó dành cho chị? Thích chứ. Dạ. Cái chuyện đó là chuyện ai cũng thích. Bất ngờ vui nha, chứ buồn không thích. Dạ, đúng nha. À vậy thì bây giờ em sẽ có điều bất ngờ dành cho chị. Vậy hả? Thật ra điều bất ngờ này em phải dành riêng cho chị đâu, cho cả hai anh chị luôn. Wow. Dạ, mời chị nhìn lên màn hình. Chắc là ba mẹ rất là bất ngờ khi mà thấy con xuất hiện ở trên sóng truyền hình của Vang Bóng Một Thời. Thật ra đây là một món quà mà chương trình đã hợp tác với con để tạo ra một bất ngờ cho ba mẹ. Đối với CC, ba mẹ là một cặp đôi mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Những cái hình ảnh mà khán giả hay thấy ở trên sân khấu, ở nhà cũng vậy, y chang, không có diễn gì hết trơn á. Mà nhiều khi ở nhà còn vui hơn nữa. Nên là CC nhìn hình mẫu của ba mẹ và rất là cảm thấy rất là tự hào, vì mình có một cái gia đình rất là hạnh phúc. Con xin được cảm ơn ba mẹ đã cho tụi con sống một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, và cũng như là được sống với chính mình, sống với những cái ước mơ của mình. I love you. Khóc rồi, anh Triều khóc dưới tay chưa? Ủa? Sao vậy? Đâu ra vậy? Bất ngờ quá. Và khóc rồi kìa. Thôi mà đừng khóc mà. Đừng khóc được. Sao vậy? Thôi không dỗ bà khóc nữa đó. Đi chùa. Hay quá. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà tự nhiên em rơi nước mắt quý vị ơi. Tự nhiên mình thấy mình hơi lãng chút xíu, nhưng mà thật sự có những cái điều mà mình khóc không phải là vì buồn, mà là vì hạnh phúc. Và kể cả đôi khi nó không phải là hạnh phúc của mình nữa, hạnh phúc của những người xung quanh thôi. Đây là một món quà mà hoàn toàn chị Vân với anh Triều không hề biết trước. Không biết. Dạ. Cho nên là anh chị rất là ngỡ ngàng ngay khi thấy đoạn clip của CC hiện lên màn hình. Chạy khóc hả? Thì đây là một món quà mà mình cảm thấy là rất là ấm áp. CC ở nhà ba mẹ em có tình tứ kiểu này không CC? Dạ có. Ở nhà em thấy là khán giả thấy là cũng đã bị cắt bớt phân nửa rồi đó. Ở nhà còn tình cảm hơn nữa. CC em nói cho mọi người biết coi, em với là chương trình là âm mưu với nhau vụ này lâu chưa? Thật ra là ban tổ chức đã nhắn tin rất là bí mật cho em cách đây khoảng một tuần.
muốn là em gửi một cái clip lên. Thì em gửi cái clip xong rồi hình như là vẫn chưa hài lòng hay sao á, nên là đòi em phải lên đây cho bằng được luôn. Thì mà ở nhà thì hồi nãy ba mẹ em đi em mới bắt đầu em trang điểm được. Chỉ có trang điểm trước bị lộ đúng không? Dạ sợ lộ. Nên là phải ngồi cứ không biết chừng nào mới đi, sao trễ quá chưa đi nữa. Xong rồi em trốn lên thôi. Thì nãy người xem bị la. Em xem bị la sao nữa tới hả? Giờ đi mà đi tắm. Anh ơi, anh thấy về cái điều này như thế nào, cái món quà này ra sao anh? Là đúng là nói gì đi ba. Cảm ơn nhiều. Anh chị có bao giờ mà gọi là mình thể hiện tình cảm ngay trước mặt con cái như vậy luôn không ạ? À? Có chứ. Lâu lâu đang ngồi ăn cái tự nhiên cái nắm tay nhau, một tay ăn một tay nắm tay nhau vậy nè. Dễ thương lắm. Em để ý là mẹ em ra đường rất là bên ba em. Là bên bất chấp luôn hả? Dạ bất chấp luôn. Dạ vậy thì hôm nay thôi sẵn dịp nhà mình đang có mặt tại đây nè, cả ba người mình á, mình hát tặng khán giả nghe một cái bài nào đó được không? Một đoạn thôi cũng được, nếu cái bài nào ở nhà mình thỉnh thoảng mình hát với nhau á. Ba kể con nghe hả? Rồi ba kể con nghe của người Hải Phòng đi. Dạ. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao điều. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung. Bao nhiêu năm dòng dã qua rồi, bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười. Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều, ba yêu con biết bao nhiêu. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Nằm giữa khoảng trời mênh mông, như bà du lúc xưa ba còn thơ bé. Đôi khi là chưa hè đầy gió, đôi khi là vui đùa đầu ngõ. Ba là nỗi buồn, là nỗi buồn, vì ba cảm lạnh hơi xương, ông dạy ba lớn lên sức mạnh phi thường. Hay quá, quá hợp lý luôn, nhất là cái vụ mà chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống. Ba chơi trống quá hay luôn. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phong viết bài này cho anh Triệu hát đó. Dạ, chào chị. Xí, bây giờ em có định là nối nghiệp ba mẹ luôn không? Dạ em nối rồi. Và cái dòng nhạc em lựa chọn là gì, có giống mẹ không em? Dạ không. Em quyết định theo dòng pop R&B, disco funky. Nó trẻ trung và nó hợp với em đúng không? Dạ. Coi như là mình đã có người nối nghiệp hậu duệ của mình rồi ha. Dạ cảm ơn cả nhà của chị ngày hôm nay đến đây cùng với Vang Bóng Một Thời. Nhưng mà trước khi chúng ta chào tạm biệt khán giả thì phải có một cái phần trình diễn nữa, phải có một cái món quà âm nhạc nữa mà chị và anh sẽ dành tặng cho mọi người được không ạ? Dạ. Bài hát cuối cùng này anh chị sẽ dành tặng cho mọi người là bài hát gì ạ? Em kể anh nghe. Dạ. Nguyễn Hải Phong. Mời quý vị cùng thưởng thức nha. Đã đến lúc em phải đi xa, đến lúc chia lìa đôi ngã, hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế nhẹ nhàng bình minh đến rất nhanh, dịu dàng từng cơn gió ngát say. Một ngày nằm yên mái tóc hiền lành, đâu có lúc em phải quên đi, có lúc em lại suy nghĩ. Đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế một ngày thôi, lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chú đèn sáng phía cuối.
đã có lúc anh phải quên đi, có lúc anh lại suy nghĩ. Đừng có níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên xóa hết mọi ngày. Mới hôm nào thời gian là nhiều, đêm xem nay còn lại bao nhiêu. Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chỗ đen ra phía cuối con đường khi đôi tay em dần dần buông. Nắng vẫn lên nhẹ nhàng, gửi chị bó hoa từ chương trình. Cảm ơn em rất nhiều. Để chị tặng lại em phải không? Dạ không. Ủa, CC xong tặng ba. Tặng rồi, dạ, tặng rồi, giờ phải tặng ba lại. Ba tặng ngược lại em. Không, tặng ba đi. Tặng ba đi. Tặng ba đi rồi có tặng hoa cho em nè. Nhà đâu có thiếu ai đâu mà lo, không biết à. Hôm nay rất là vui khi mà anh chị đã nhận lời đến tham gia chương trình, cũng như là sự xuất hiện của CC nữa. Câu chuyện anh chị mang đến không phải chỉ là câu chuyện về sự nghiệp, bởi vì sự nghiệp của chị hay là của anh Khắc Triệu thì nhiều người biết đến, nhưng mà cái quan trọng và mọi người muốn biết đó là cái câu chuyện tình yêu của anh chị, cái câu chuyện của gia đình, cái tình cảm gia đình gắn bó với nhau suốt hơn 30 năm. Thì em nghĩ rằng đó mới là cái điều mà khán giả muốn biết trong chương trình ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh chị đã chia sẻ rất là nhiều về cái câu chuyện đó. Em chúc cho anh chị sẽ luôn nhiều sức khỏe, cũng như là có thật nhiều cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt là với CC thì sẽ thành công trên con đường âm nhạc mà em đã lựa chọn nha. Dạ em cảm ơn. Cũng vâng, không xin thay mặt cho gia đình cảm ơn trước tiên là chương trình Vang Bóng Một Thời, và cảm ơn lớn nhất là Đại Nghĩa hôm nay ngồi đây nói chuyện một cách rất là thoải mái. Cảm ơn em và cảm ơn chương trình đã làm cho những điều bất ngờ đến cho Cảm ơn Khán Triệu. Xin cảm ơn, xin chúc tất cả khán giả nhiều sức khỏe, năng lượng tràn đầy, vượt qua hết mọi khó khăn hiện tại. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Và đến đây thì chương trình Vang Bóng Một Thời cũng xin được phép kết thúc. Chương trình của Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sang Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh Truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh Truyền Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cặp đôi vàng Cẩm Vân Khắc Triệu cũng đã kết thúc chương trình Vang Bóng Một Thời tuần này. Nghệ sĩ nào sẽ là nhân vật đặc biệt tiếp theo xuất hiện tại chương trình Vang Bóng Một Thời tuần sau?
mời quý vị khán giả đón xem số tiếp theo vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 2 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.